Bạn muốn làm giàu? Lên ngay Saber88.me, hệ thống chặn lẻ Momo uy tín, giao dịch tự động 24/7. Đừng quên điểm danh, nhiệm vụ hàng ngày và nhập code nhận quà với vô vàn phần thưởng hấp dẫn. Đường link mình để dưới phần mô tả nha. Dâu, bà có sâu. Chào mừng 500 anh em quay trở lại cùng với Amizi trong series loại PKL Server. Và đây là Việt Nam, đến từ Server Quy Quy. Chúng ta cùng đến với chế độ gì nhở? Classic cơ bản của Server Quy Quy anh em nhá. Đó là chế độ kế thừa, chế độ bình thường đúng không? À không phải kế thừa đâu anh em, nó chính xác nó chọn thẻ thì đúng hơn. Đừng quên 3 khung giờ một ngày, 11 giờ, 15 giờ và 19 giờ. Ngoài ra anh em yêu quý mình thì có thể like, subscribe kênh đầu và YouTube để theo dõi thông tin mới nhất về thế giới cào ép nhá. Yes. Còn ngay bây giờ thì chiến thôi nhỉ. Cùng đến với đối thủ đầu tiên. Ok nhá. Và ai sẽ đối thủ nào? Đó là Athena của server 671, Hinato đi anh em, con hàng với khả năng choáng 2 cơn, rất khó chịu. Tachibana Ukyo miễn chí tử 1 tơn. Tiếp theo Init giải hiệu ứng 1 tơn. Và Lee Sangfei tự giảm nộ xuống 1 tơn. Đấy, không, mình đang có những võ sĩ đang có những cái hiệu ứng rất là khó chịu. Rất khó chịu đi anh em, đúng không? Đang có những võ sĩ có những cái hiệu ứng nó khó chịu luôn. Thì bạn có Kionet lại còn cả Yorizi nữa cơ. Bài rắn đẹp thế nhờ, nhưng mà lại không đánh được anh em. Bài rắn nhìn tưởng đẹp nhưng mà lại không đánh được. Nhìn là tưởng đẹp nhưng mà lại không đánh được. Thấy à? Phải phun đả luôn. Kiếm thế nhỉ? Phun đả chiến đấy. Chiến quá nhẹ. Come on. Mãn tục sợ cả. Đi bắt đầu đi ra. Đi đi đi. Nó ổn cay nhờ. Hai con này không có lộ ấy. Từng trước thì có nộ thì có vẻ nó cũng sốc nhẹ đón nữa kìa. Ai da, ai tiền đỡ đòn hai phát. Đỡ đòn thế thì hỏng rồi. Cho tôi mấy con rồi. À, sao chúng ta cứ là mối sinh đi vậy. Gah!
bị thua rồi anh em, không chống được rồi. Cày nhè, mà con Yori đi trả mộ nhiều thật. Yori dị mức độ ghê quá. Thật đấy, lại đi chống làm sao được. Cùng đến game đấu tiếp theo này anh em ơi. Game đấu tiếp theo gọi tên ai này? Lua không ai UM xem vào 747. Zacio đi, lấy một tí tăng. Miku. Tiếp theo chúng ta có Leo Dị và Andel. Leo Dị không được, mang Leo Dị và lại không được anh em. Leo Dị nó có nhảy máu đằng sau và vẫn hỏng hết kế hoạch nhiều nhảy. ボディーが
Số nó ăn bài đấy kìa mà lại không giết nổi con Golit nữa cơ. Thế để con Golit nó lại giải ra thì cho Kyo nên là bằng nhau thôi. Đấy là đầu lại đóng đó, máng lợn nó lại về cái máng lợn rồi. Chống được. Khó thật sự dành cho Việt Nam rồi. Khó thật sự rồi. Đến game đấu tiếp theo nè, Terry của server 746 ra siêu thổ. Tiếp theo chúng ta có Miku. Athena 202 UM và Archimedes. Kèo này thì mình để át sau nhỉ. JV hồi nhìn trong cơn sau cũng khó đánh như này. Quá ngon rồi anh em đúng không? Giết được con robot là quá ngon rồi. Giết được con củ gái tí thật sự các bạn không còn gì mãn nguyện hơn nữa. Chắc chắn là mình sẽ sống chết được. Anh em nó có cái gì đâu. Leona Henta tập trung vào đánh Hao Hát. Từ sau đánh Atkinson là cái chắc à. Cũng phải mang. Ủa sao vậy? Ngáo là một cái tên này mà đá giảm cổ đi đúng không? Đá khó bút đi nhà nó. Ngáo là một tên không tận dụng cái áp mà nhìn vào. Ui dồi ôi. Khá đáng tiếc là chúng ta không lấy được cái mạng của con Omega Rubo cái nhịp này. Tầm này, yên tâm quá rồi.
chơi thuật độc chiêu và ác kim sinh còn giảm gì nhở, giảm giảm sát thương tuyệt kỹ của đối phương xuống. Quá khó rồi nha thanh niên này. Body. Quá khó rồi. Một thằng giết một thằng thích. Đấy, này thì Vanet này bán hành người ta nhiều lắm rồi đấy. Nét là vô dụng này, đúng không? Này, phá biết cùng Vanet rồi. Ờ, không phá được anh em. Vanet có cái vòng này mà Athena không không phá được cái ít của nó giả. Rồi, nhìn lại Athena không phá được cái ít của nó ra hơi yêu. Chảy cú nhỉ. Come on. Oh, nào. Bom. Quả cầu lửa ném vào đâu đó có 1 triệu máu đến từ vị trí của Athena mà thôi. Nhưng cũng đủ để sắt đào Vanet đến từ thầy của thanh niên xem vào 746 kia. Chúng ta đã có chiến thắng đầu tiên ở trong clip này rồi. Cùng hướng đến chiến thắng tiếp theo nào. Yolin. Bonit thì còn giả hiệu ứng. Tất nhiên rồi, Vanet sự lựa chọn không bao giờ là sai lầm cả. Nếu như các bạn biết chơi đúng không? Nói chung tất cả mọi sự lựa chọn đều đưa đến cho chúng ta những cái kết cục khác nhau, nhưng quan trọng là chúng ta chơi nó như thế nào mà thôi. Chiều liếm tỏi thì kia đi. Quá khó rồi nhờ anh em. Nửa nào rồi anh em. Bà nét 4 tơn cả 4 tơn độc chiều giảm nộ cái này thì theo tôi nên quit, không chống được. Các em hiểu không? Những cái tầm này thì Vanet nó vẫn như thế này rồi, thật sự các bạn lấy cái cơ sở nào để mà ăn nữa. Chúng ta cũng như là hướng đến chiến thắng tiếp theo. Bốn thì vẫn đang chờ để giải hiệu ứng kia. Bốn thì vẫn đang chờ để giải hiệu ứng đi rồi. Mười mất là súng vô đi nước rồi nhỉ. Sao mình nói là dùng Yoli trước thì Yoli nó có giảm thủ đấy nha. Nurui desu ne. Yoli nó có giảm thủ. Tuyệt kỹ của Yoli nó có giảm thủ.
À, sau 5 turn độc chiêu liên tiếp thì Vanet đã không có độc chiêu từ thứ 6 nhỉ. さあ、さっちゃん。おい。もう、さ、さっか。満足したか。これは逃げられない。ぬるいですね。ボディが。もう、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 も
Ngược à? Ôi ôi, nó bừa lốc ấy. Thi thu ngược thật đấy chứ lệ. Vãi. Ôi ôi, may quá. Tưởng con Athena có nộ vẫn bừa lốc được à? Tôi tưởng con Athena nó có nộ trong nhịp vừa rồi. Đúng rồi, chúng ta thua chặt đúng không? May thật sự nhờ. May quá. Tí nữa thì thua đúng không? Chúng ta lại còn chiến thắng thứ 2 rồi. 2-2-2. Cùng đến với chiến thắng thứ 3 thôi nhờ. Có lý do để chúng ta không hướng đến một chiến thắng thứ 3 sau những nỗ lực ở 2 game đấu vừa rồi. Game đấu số 3. Robot của server 20 Clark. Robot đấy. À, Kate, quên mất anh nhá. Namlet. Mặc dù mai bút nộ Namlet cũng khó chịu. Hèn đi nghèo, ai chọn Ken. Và Net Mizu. Mizu Kula. Zu lại không dùng mấy à? Đẹp mấy con này nhá. Vare no mi o tomashi. Kada. Honki de iku de ta. Dorai ya. Iku yo. Aya. Toshiri ya. Toi ya. Chua ti thai ai nha. Nhưng mà cũng không ăn thua anh em. Maku o shiki mezawari. Hèn đã chém rồi. Hèn đã chém thì nhức nách rồi. Mình giết con nào? Con nào cũng đáng chết rồi đúng không? Con nào thì cũng đáng chết thôi. Không thể cưỡng được. Và đó là chiến thắng thứ 3 của Việt Nam rồi. Và clip này mình cũng xin phép được tạm dừng lại đây thôi. Bye bye, hẹn gặp lại anh em trong những clip tiếp theo. Đừng quên nhấn like, subscribe, ủng hộ cho mình gì cũng như xem video này cho kênh server nhé. Thank you và bye bye.